các bạn. Mình là Đại, Ân, Tú. Hôm nay mình là tiếp tục series 24 giờ cắm trại. Và chủ đề lần này là cắm trại ve chai nha. Nghe lạ quá vậy. Thì ở đây là mình có 3 tấm phiếu, mệnh giá tương ứng là 50, 500 và 5 triệu. Bỏ vô, ok rồi mình giải thích ha. Ok em. Thằng này hả? Thôi cho nó trước đi. Lâu lâu nó mới vô làm rồi, 5 triệu rồi. Ô! Túi rồi các anh em mình rồi. Không sao, em hít. Giờ bao nhiêu cũng anh được. 500k. Ba ba. Vậy là hỏi cần hỏi rồi. 5 triệu đã thuộc về mình. À! Vui không? Vui. Sau khi bóc xong thì ba anh em nó có mệnh giá tương ứng rồi nè. Và mình sẽ dùng số tiền này đi tới vệ ve chai và mua những đồ dùng làm liều nè. Kèm theo là mua đồ ăn luôn nha. À. Tú chắc 50 này thôi. Chắc mua được cái lon nó xíu lon bia. Còn bây giờ thì và hiện tại tụi mình đã tới được vựa ve chai, mấy cái phế liệu đó các bạn. Thì ở đây là mới vô là mình thấy cái gì đây? Mấy cái gì, mấy cái chai nè. Mấy cái bình nước biển em. Bình nước biển hả? Đúng rồi. Còn cái này là mấy tấm xốp. Quá trời nhiều luôn. Mình sẽ đi review một vòng cho các bạn coi nó có cái gì trong đây nha. Tiếp theo đây là khu giấy rồi, trời ơi giấy mà bán cả trăm ký nè. Mua giấy đi à. Có gì cho em. Ghé. Kẻ cái gì em ơi. Mấy cái gỗ đồ. Đồ lau nhà, đồ lau nhà. Đồ lau nhà hợp lý hợp lý. Hùng mút. Yeah. Anh mà láo là tôi cho anh vô hùng xốp đó. Để chút tôi mua luôn. Khu này là khu bạc. À, cái này khu này hợp lý nè. Cái tấm bạc này mình nghĩ là với tiền của mình thì thôi mình mua chắc nguyên khu này cũng được. Này như là tới khu lon rồi các bạn. Lon mà đóng cái bao vậy hả? Trời. Lon mà đóng cái bao này chắc nhà em mà bán vậy chắc cũng cũng giàu á. Trời ơi bán ve chai gì mà mình thấy ba chiếc xe tải trong đây các bạn. Đâu? Có vẻ bán chai nghèo chứ. Ê. What the hell? Để em coi còn dùng được không? Ê, nghĩ là nằm xương xương nghiêng nghiêng nghiêng. Ê, được nhưng mà thấy cái hằn hình này thì nó giòn gụm mà nhìn nè. Giòn gụm mà. Nó mục rồi. Cái này không giòn các bạn. Thôi bỏ. Để cho bán cái chai đúng rồi đó. Mình phát hiện ra được một cái hộp đựng tiền nè các bạn. Và có rất là nhiều luôn, không nghĩ là vừa bị chai lại mua mấy cái hộp đựng tiền này về. Để mình mở khóa thử coi bên trong có tiền hay không nha. Mình thì mình đã từng mở khoảng 70-80 cái hộp đựng tiền như thế này nè. Xe mật khẩu rồi. Ở đây có nhiều nút lắm. Mình cứ bật từ từ là nó ra các bạn. Và ở phía bên trái này thì cũng có rất nhiều nha các bạn. Cũng như là mấy dựa ve chai của bình thường thôi. Cũng mấy hộp cắt tông rồi hộp giấy. Lon đồ. Rồi rồi, thấy rồi, thấy rồi. Mình phát hiện ra được một cái như là một cái bẹt nhúng thì phải. Để lấy cái thử. Còn đủ quá trời chân luôn nè, Tú gấp thử Tú. Coi còn hoạt động không? Nhìn có vẻ cứng á. Test luôn cho nóng nè. Hay là mình kêu anh đang thử đi. Cỡ chuyện đền đó là ai? Không, Đại nhiều tiền Tú ơi, để Đại. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi xịn dữ trời. Lấy mình lấy cái này mình về mình làm cái gì? Nhìn nó rách rưới thì mà tưởng thôi nó sẽ không chịu được cái sức của em á Đại. Ở dưới khu cuối cùng thì người ta để sắt đó bạn. Quá trời sắt luôn nè. Mấy cây này nè. Rồi xong. Đẹp đẹp. Đúng là ve chai. Mình nghĩ là mình có thể tận dụng mấy cái cây này để làm nhà được đó. Mua thêm cái tấm bạc ở trên nữa. Ủa hai người đi đi chứ có gì đâu. Anh có tiền mà. Có hả? Anh có quên. Tiền anh có 500k. Anh có thể mua mấy cái này. Quên. Ví dụ mà để nó mua được 10 cây sắt thì mình cũng ít nhất mình cũng mua được 1 cây như thế này đó. quên. Trời ơi xin lỗi. Cái này ngon nè.
thấy cái máy chạy bộ luôn rồi. Mà sao cái máy này người ta tháo cái như cái bảng đồng hồ điện tử đó các bạn. Người ta tháo ra ta để ta bán cái hùng sắt thôi. Bây giờ sao mình chạy? Chạy nè. Hồi phá quá rồi người ta chửi luôn. Ở đây mình thấy hai cái đồ bóng rổ đó các bạn. Phải đây thật là trùng hợp luôn, không biết sao nó có mấy chiếc bánh ở đây nữa. Cho mình thể hiện cho các bạn coi. Ném vô rổ nha. Sao mà lại có một người chơi dở như thế được? Nè coi nè, hỏi. Nhắm mắt nè. Nếu Tú mà nhắm mắt mà hãy vào được cái bóng rổ anh sẽ cho em một phần quà. Ok anh. Để em che mặt luôn, để em che luôn. Rồi hãy. Quà đâu, quà đâu? Quà nè, chọi thêm đi. Chơi hay quá, chọi nữa. Mình chọi hay quá, mình chọi nữa. Quá dễ, quá dễ. Vấn đề kỹ năng. Nằm ở trong khu bóng tối thì mình xuất hiện ra một thứ rất là hay mấy bạn. Hả? Nguyên một bao đĩa DVD. Chắc ngày xưa mấy bạn có biết cái đĩa này để làm gì. Chắc nó nghe nhạc hay gì á. Rồi ok, để mình mở ra thử nha. Rồi mình có tiền. Rồi. Đĩa này không biết đĩa gì luôn. Này đĩa chắc đĩa siêu nhân mấy bạn ơi. Lạ quá. Thôi trả cho người ta, khỏi trả tiền. Sau khi xem xét tình hình ở đây thì mình quay lại chỗ cũ. Mình mua mấy tấm bạc nha các bạn. Tấm bạc này rất là hữu dụng luôn. Che nắng, che mưa đồ. Nghĩa là lấy 2-3 tấm đi cho nó cho nhiều. Rồi xuống kiếm mấy thanh sắt nữa là hợp lý. Mình thì mình nghĩ là mình sẽ mua giấy nha các bạn. Và mình sẽ làm nhà bằng giấy đây. Cái này sinh ra cho mình luôn rồi. Mình mua khoảng chừng 2 cái 3 miếng giấy như thế này cái mình chui vô. Thế là hoàn thành được một ngôi nhà rồi. Tuyệt. Còn mình thì sẽ mua trái banh nha. Để làm gì? Để mình đá banh. Đó. Mà trái banh này chắc ta cho mình luôn chứ ta không lấy tiền. Rồi, chú dạ chú tính tẩm giùm con nguyên đống này là bao nhiêu tiền á chú? Bây giờ hết cái đống này là của con á là tổng hết á cái số tiền là 120 ngàn. 120 ha. Ghẻ ta, mình tính 5 triệu lận. Tình hình là mình thấy 120 mình mua ít quá bạn, mình tính 5 triệu lận. Chắc mình nghĩ là mua thêm mấy cái đồ trang trí cho nhà đẹp nha. Đây nè cái điện thoại nè. Lấy mấy cái điện thoại trang trí cũng đẹp á, ok. Dạ cái đống giấy này của con hết bao nhiêu chú? Cái giống này giấy này là 1 ký 8 ngàn đó. Dạ. Nhân dân 12 ký thì lấy ra số tiền thôi. À vậy là ca 96 ngàn. Ờ à, thì lấy ra số tiền. Ờ à, vậy lấy ghẻ còn 90 hay nha chú. One nap later. Và tụi mình đã tới được địa điểm cắm trại nha. Đồi nhái. À, chắc là xuống review đồ em Tú trước. VIP đó. Em Tú 50k. Cái này là cái gì đây Tú? Này trái banh với mấy này ra tính tiền mà chú cho luôn. Hay này tính tiền. Ờ hết VIP. Cái bill ra cho mượn cái bill cái. Này. Em Tú là có 50k cắm trại và em mua bao nhiêu vậy đó? 45.600 đồng. Cái hộp quẹt 3.000 nữa. Hợp lý. 49.000. Hộp quẹt, hai củ khoai lang của em Tú, chai nước lít gữ, hai trái bắp. Ủa vậy thôi hả? Cắm trại nhiêu đây rồi quá đủ rồi. Đúng. Không cần ăn nhiều. Đúng. Nhiều mất công mập giống vậy. Ừ. Tiếp theo là người trung bình vâng. Anh ăn có 500k để cắm trại và đây là bill đồ ăn của anh bao nhiêu tiền? Không phải 266 ngàn. Và anh mua những gì để tận dụng làm nhà với anh? À, những món đồ mà tận dụng nhà thì anh mua có giấy không em? Giấy và giấy. Giấy. À, băng keo. Ờ. Còn cái nồi nè, nồi ghi 50k. Ồ. Giấy này anh mua hết hình như là tổng cộng là 127 ngàn. Rồi đồ ăn của anh ăn thì chai nước 5 lít, cháo, mì, hot dog, bơ, nước nho, chuối, táo ở một cái nồi. Ê, à. còn bên trong nữa. Cái gì đây? Cá chà kho. Cá kho. Món này lạ đó, gắt bén để ăn thử. Tổng cộng bill của anh hình như là cỡ đâu khoảng 450-460. Hợp lý, anh có 500 lận. Dư khá là nhiều á. Rồi cuối cùng là mình, quý tộc. Có 5 triệu để cắm trại. Và đây là những món đồ mình mua để là tận dụng làm nhà nha. Giấy,
bẹt, water, hùng rồi đó. Nói chung là mình mua mấy nguyên cái đống này là khoảng là 120. Và ở trên đây là mấy cái đồ trang trí của mình. Trang trí của mình mua như là khoảng là 90 hay sao á, 210 nha. Cái vợ này mình căng khoảng là 4,2 kg nha. Và giá sắt là 13.000 một ký, 50 mấy ngàn á, khá là ok. Đây là bill đồ ăn của mình nha, khoảng 1,616,000. Gồm có là nước, nước sôi, sốt, dầu, nói chung là rất là nhiều. Đồ ăn là chả lụa, chà là, bánh mì, phô mai, rong biển, xúc xích, dưa leo, rồi nấm kim châm, kim chi, hành, ớt, mì, hành tây, xếch lẩu hải sản, hành lá. Và cuối cùng là những món đồ mình lấy ở nhà. Chứ mình vô giữa gia trai mà mình mua cái nồi thì mình nấu chắc ăn chắc bị phong đoạn gánh quá, nó xét rồi, sao ăn. Và nguyên cái đống này mình mua là khoảng 1,000,000. Ok. Tổng cộng nguyên cái đống này của mình là khoảng là 2,2 triệu nha. Quá trời quá đắt rồi. Bây giờ thì chắc là bắt tay làm liều thôi. Làm từ nhãi giờ thì cái liệu của mình đã xong rồi các bạn. Xong mấy cái dắt rồi với lại cái khung xương rồi nha. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trang trí nhà bằng cái giường. Mình bọc nó vô nha, chứ không thì nó rất là dơ. Bọc vô cái bao bố như thế này nè, làm cho sạch. Rồi, mình nghĩ ok đó, để nằm thử coi nó có bị gãy hay gì không trời. Rồi, rồi, vô rồi, vô rồi. Quá im rồi. Rồi, đem vô nhà nằm thôi, sướng sướng. Rồi, anh em mình nghỉ tay một xíu ăn trưa nha các bạn. Buổi trưa hôm nay thì mình ăn bánh mì sandwich, phô mai, chả lụa. Đẹp. Đầu tiên là cắt chả lụa ra đi. Ê, anh trai ăn không ngủ anh trai. À, rồi 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 rồi, xin lỗi. Này bằng chưa ta? Bằng. Hơn hô nữa rồi. Đầu tiên là lột cái chả lụa này ra trước đi. Wow. Cắt lát ra. Một lát. Ăn dữ rồi mày. Hai lát. Sang chảnh. Cắt đúng ra rồi. Cho Tú hả? À, hai miếng là cho em đó. Lẹt quen quá anh, lẹt quen, anh lẹt quen ghê luôn trời. Lấy một miếng bánh mì ra. Rồi mình sẽ cho phô mai lên. Một lát như thế này. Trời ơi trời ơi. Quý tộc không nổi rồi. Một lát chả lụa. Tiếp theo. Rồi thêm một lớp nữa. Phô mai miếng này đẹp đẹp cho nó nhìn cho nó quý tộc xíu rồi. Trời ơi. Đẹp. Wow. Cuối cùng một lát bánh mì lên. Cho em xin miếng nè. Bởi vì ăn vậy ốm ghê. Đây. Ăn nó lẹt nhất à, nó quý tộc thôi. Họ làm vậy chi, có cho gì đâu làm vậy. Ủa, người ta tốt, người ta hui giùm còn không cảm ơn nữa. Suy nghĩ sâu xa quá à. Đi ra sữa, da ua. Ngon. Không cho gì thiệt hả? Nói chung là bữa trưa mình rất là đơn giản thôi. À, tiếp theo là mình nha bạn. Trưa nay thì mình sẽ ăn hot dog. Ăn nhanh nha, lấy sức rồi làm việc tiếp. Không, tay của chưa. Anh tự ăn được, anh có tay có chân, chưa bị tặc em. Đó, nhìn nha, ngon. Món của mình cũng ngon, không thua kém gì vậy không? Không cần, không cần. Nói chung là bữa trưa của mình cũng ổn thôi bạn. Ăn xong là lòng người tuyết và đẹp. Đúng. Ủa mà nhớ là Tú nó có bắp với lại khoai lang gì mà bạn không nướng ăn em. Thấy không, mọi người đã làm xong hết rồi nhưng mà mình vẫn còn chưa xong nữa, nên là phải tranh thủ ra biển lụm hái gặt những cái miếng bạc rồi đó để làm liều. Ồ, anh này tốt nè. Chơi công quá. Không rồi, chiều mình sẽ tổ chức trò chơi cho hai anh chơi nha.
Ủa có gì ăn mà tôi tiếp được chưa vậy? Rồi, nhà xong chưa em Tú? Sắp xong rồi. Vô trải nghiệm thử nhà này đẹp mấy bạn, tốt, nhà này tốt. Hay bị mát. Trời ơi. Ồ, nhà này tối là chắc là mát lắm nè. Tuyệt vời. Đẹp. Còn tiếp theo là đến với một căn nhà. Nhà này là nhà gì anh ăn? Nhà làm từ giấy em, mấy hộp cách tông. À là anh ăn sẽ quắn mấy hộp mình như thế này. Nè. Nhà anh đặc biệt lắm, đầu tiên là mình cứ chụm hai tay xuống, cái mình quỳ xuống như thế này, cái mình bò vô. Ây da, cái cửa này cầm kềnh nha. Rồi đó, giống chuối dữ quá ta. Làm trong đây chắc không hành đâu, mát. Ờ, ok lắm em ơi. Ok anh. Cái nhà của người ta dở rồi. Cuối cùng, đến với căn penthouse của mình. Đầu tiên là cho mọi người xem thành quả. Giới thiệu luôn, đây là cái cửa của mình nha. Mình lụm ở trong bụi dây chai, tấm poster. Nhà mình thì trước sân là gì đây, bánh mì nãy ăn còn dư. Một cái ấm. Một cái điện thoại hộp niêu chích chột. Bình nước này, bình nước này view chị. Phía bên đây là có một cái hộp hư. Tối nay gì có ai bu điện nào gửi qua hư cho mình. Ba cái lồng đèn trang trí. Mình sẽ chui vào lần 2. Thử nằm coi nó có bị trục trặc gì không nha. Hồi nãy nằm được, cái bây giờ không nằm được thì sao. Ây da, ây da. Cái chỗ này chặt quá. Ai đóng cửa giùm tôi đi ạ. Đóng cửa giùm tôi với. Later. Trời cũng đã mát rồi nha bạn. Anh em mình đi tắm biển nha. Vô. Tú thì nó liên quan gì chẳng không biết nữa. Đi thôi. Ở phía kia có chú gì bè hay gì kìa. Bị gác ghê rồi. Ok. Đau hả? Không ăn mà chết sinh. Đại với anh ăn thì tắm biển ngoài kia mọi người ơi. Bây giờ mình trong đây mình sẽ tạo một cái mini game thả banh vào cái này nha. Nếu mà thả vô thì sẽ được quà, còn thả không vô thì phải đưa mình cái gì đó. Kinh doanh làm giàu không khó. Ok, bây giờ mình sẽ ném nha. Trời ơi, thấy ok rồi mọi người. Để mình kêu hai người nó vô nha. Rồi mình đã kêu anh ăn với đại vô rồi nha. Bây giờ thì em có tổ chức mini game á. Trời, anh thấy mà. Rồi, game nó cũng giống như hội chợ vậy á. Chỉ thả trái bóng vô cái đó là sẽ có quà. Còn mà không thả vô mình mắc cái gì đó. Ê, anh ơi, hơi cắn nha. Ông có 50 ngàn mà ông đổi gì trời. Ủa, kinh doanh. Thôi, không chơi. Ê, mấy anh này. Ôi, đùa thôi. Chơi cho vô đây này. Đúng rồi, mới chơi chứ. Lấy đồ đúng không? Chưa lấy đồ. Chưa lấy đồ. Ok, mình với anh Đại đã đem sản phẩm của tụi mình ra các bạn. Rồi, giới thiệu chơi sao em? Vô chơi luôn ha. Rồi, ai chơi trước nè, ai là chuột bạch đây. Anh đổ một trái táo một quả đúng không? Không, mình chơi chung luôn đi. Hợp lý. Có hai quả mà. Ai sao? Ai coi cái bằng quả số 1 kìa bạn. Làm sao? Con xem kỳ vậy? Trời. Giải là nó chỉ có vậy thôi anh. Ủa, cái số 3 lại gì không có hết à, làm sao? Đây. Một phần quà đặc biệt. Phải lấy. Đúng. Mình chơi kinh đi nhiều bạn, mình thấy chó kiểu này là nó quá bự bạn, nên mình sẽ quăng qua đây. Hay. Chó tàu quá. Hey. Bịp rồi. Quán tròn bịp rồi, cười tươi thế rồi. Chả. Giỡn rồi chứ, em sẽ đổi bạch cho 10 nha. Được. Tèn. Cho cầm thử. Ủa? Không, ok hơn rồi. Đây, đã test rồi. Không, có rồi. Cứ chơi đi. Sộp dưới trời. Sộp nha bạn. Sộp. Ông, giờ mình lấy cái xe có đơn không đi.
Rồi lấy cục pha lê cho em Tú nè. Bruh. Mình tạo ra trò chơi mà đâu có dễ ăn đâu. Lượt thứ hai. Quá liền. Lượt thứ hai. Trời ơi đại hai hộp sữa. Chạy lại của tôi. Đụng pha lê của em Tú. Không sao. Nhắn con lời mọi người ơi. Đã đổ chiếc cơm nhịp rồi. Để mình thêm phần quà mới vô nha. Đúng. Rồi ok, lượt thứ 3 của mình. Nếu lúc này hãy ốc vô thì ba hộp sữa này là của em Tú nha. Ngon. Mắt có xịt. Sữa ốc chó, sữa yêu thích của mình mọi người ơi. Lượt cuối nè em. Anh có đúng không? Lượt thứ 3. Đúng rồi. Cố lên. Lấy quà đặc biệt nha anh. Quà đặc biệt đúng không? Đúng rồi. Quà đặc biệt luôn, mình sẽ lấy quà đặc biệt luôn. Cố lên. À. Không, trò này không dễ ăn đâu các bạn. Tú bịp rồi. Bịp. Ăn được củ pha lan rồi, đổi gì nữa. No. Rồi, trò chơi đã kết thúc. Mình mắc một củ khoai. Đây, hai bị bự luôn á. Hai bị sặc sùi á. Nhưng mà mình nhắn lời. Vui không? Không. Thôi chị đám ơi. Đám củ khoai của anh ăn kìa. Tối nay thì anh em mình tiếp tục ăn tối thôi. Như bao lít cắm chạy hét. Tú, xin mời. Rồi, tối nay mình sẽ nướng bắp với nướng pha lan để ăn nha. Chục đại đi. Đây, để anh chỉ cho. Dục pha lan gì chết rồi, chết cơm rồi. Nè, mình để nó xéo xéo vậy nào, nó mau chín hơn. Rồi, đúng rồi vậy á, rồi. Rồi, bắp, dục cho luôn. Trong thời gian mình để pha lan với bắp chín, thì mình sẽ ăn táo với uống sữa ốc chó nha. Trời ơi. Ánh ngầu. Còn mình thì tối nay thì mình sẽ ăn mì ý nha các bạn. Và cá khô tổ. Tiếp theo thì mình sẽ sơ chế mì ý cho cho bơ vào nồi cho một ít thôi để lấy cái độ chân chua mà. Sau đó thì mình đặt lên cái bếp có cái củ khoai lang này nè, để cho đúng kiểu này. Rồi mình chờ bơ nó tan ra các bạn, chờ xíu. Bơ thì mình thấy cũng đã tan rồi, giờ mình sẽ cho mì ý vào. Ơi, này là nước sốt. Mì này thì chỉ cần mình xào sơ là được các bạn. Tiếp theo là mình cho sốt vào. Sốt này là sốt thịt bằm. Nhìn nó ngon kìa. Phải điều cho nó thấm gia vị. Mình nghĩ là mì ấy của mình nó cũng đã chín rồi. Giờ mình sẽ lấy ra và ăn thử. Wow. Nóng quá. Xì mì nó giòn gụm luôn. Với nước sốt cà chua ngọt chua các bạn. Hết sảy mà bảy luôn, quá ngon luôn. Nhìn thấy cái đũa này. Ngon quá. Để mình đem qua mình ăn chung với cá kho coi vị ý kết hợp với cá kho ngon hay không nha. Tú đệ, cua giùm anh chai nước nè, tí anh cho con ké. Nóng quá. Mình nghĩ là cá của mình nó cũng chín thôi bạn. Hả? Thôi chưa. Hay nè. Để mình hấp lên lại các bạn. A few moments later. Rồi, cá kho của mình nó cũng đã chín rồi các bạn. Giờ mình sẽ nhắc ra. Giờ nãy giờ. Rồi giờ để mình ăn thử cá kho nha các bạn. Đây. Đẹp với mì ý. Ê. Dính nha. Dính. Ngon lắm. Ăn đi anh, ngon. Phục vụ tốt. Perfect. Cho em miếng nè. Rồi bắp với pha lan mình cũng đã chín luôn rồi nha. Cái đũa này thì mình mới chôm được đó mọi người. Trời ơi, riết rồi lộng hành rồi. Dạ, nóng quá. Phải ăn thành cục khoáng rồi kìa. Không, nhìn nó vậy thôi chứ ngon lắm.
trái rồi đó. Ồ. Rồi bắp mình đã chín rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn bắp trước. Để Phải Lan nó nguội xong mình ăn luôn nha. Nghe mùi khác khác ta. Nhưng mà ngọt lắm nha. Ngon. Ngon đúng không? Ngon thì vô. Vô. Rồi bây giờ mình sẽ ăn luôn Phai Lan nha. Anh năm sau ơi, cho em mượn con dao. Hay nghe em tội nghiệp với bạn. Thưởng cho anh nè. Trời ơi. Làm sao? Nghe này. Trời. Hỏi nghi ngút. Phai Lan mặt. Tưởng tượng. Chính là mọi người không? Tưởng nó ngọt. Ngon. Thằng đây gọt hoài nó không đứt là tại chắc nó hành hàng. Ăn bắp với Phai Lan nữa. Combo nguỷ diệt. Thêm cộng một nữa ông chó. Đảo quá ốc chó ơi. Cuối cùng cũng đã đến lượt của mình. Tối nay thì mình sẽ ăn xét lẩu, xúc xích nướng. Hết. Đầu tiên là cho nồi lên. Để nắp chờ nó sôi thì mình sẽ cho cái gia vị vào, topping vào. Trong thời gian chờ nước sôi thì mình sẽ nướng xúc xích nha các bạn. Có 3 người hả? Mình nướng 3 cây đi. Đúng. Nướng 3 cây chứ có gì đâu. Nướng 3 cây nó ăn mệt. Anh nhìn tướng rồi kìa. Gầy quá à. Chắc mình phải xin nghỉ 3 tháng mình chen in lại 6 muối quá. Really nigga. Có mình nói nha. Trời ơi, nướng xúc xích gì tốt vậy. Ở sao đâu. Ăn được. Cháy tí rồi. Anh ơi, anh cho em phỏng vấn một xíu được không anh? Ok ok. Anh đang nướng gì vậy? Xúc xích em không thấy hả? Làm sao? À, anh nướng cái món đó tình gì á? Xúc xích. Xúc xích đó. Trên quay hả? Sau một màn hắc não của em Tú thì mình không hiểu hết, nhưng mà vẫn cười nha. Không hiểu nhưng mà vẫn cười, không hiểu sao không? Ăn xúc xích cho đỡ mắc cười. Mắc cười quá. Trời, nó thơm kìa. Nó thơm ghê đúng kìa. Ủa tưởng thưa anh chưa? Cho hủi chơi thôi. Có tín hiệu rồi, nước sôi rồi. Buổi tối hôm nay thì mình sẽ ăn xét hải sản đông lạnh nha. Cho sốt vào. Tiếp theo, xả vào. Rồi miếng cá lại chút nữa sao bùng mình bỏ vô, bạn mất công bỏ vô nó bấy nữa. Còn mấy cái topping dư thì mình bỏ vô luôn các bạn ơi. Bỏ cá vô luôn đi, cá luôn chính là mấy cái loại kia á. Có ăn đồ bếp mấy bạn ơi, kêu bỏ cá thì mình bỏ luôn. Ăn này toàn tấp tám không à. Có. Kế tiếp, nấm kim châm. Sạch tươi. Rồi, lại nắp lại, chờ nó sôi rồi mình sẽ bỏ mì vào ăn thôi. A few moments later. Mà lẩu mình là nghĩ là sôi rồi đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Nó bự dữ hả? Bự gì? Tụi anh muốn nổ không á chứ. Xúc xích em nổ ra kìa, lập hai kìa. Ừ, lẹ. Khi sôi rồi mình sẽ cho mì vào, lẹ. Nó muốn nổ cái cục đó rồi. Chờ cho mày nó nở rồi mình sẽ gấp ra ăn nha. Mình lấy cái tô. Đây là cái tô hồi sáng mình mua ở trong vựa ve chai nè, còn nguyên siêu luôn. Rồi kiểu này chắc là cái lá vừa nè, qua đây chắc xin cái gì. Nhài. Tú gỡ giùm anh cái này. Gỡ kìa. Riết rồi, cỏ lúa bằng nhau hết rồi. Lâm xị. Xong rồi. Nở rồi.
cắt một miếng mì vô tô, tấp bên tấp bên, chế nước sốt rồi cá đồ, múc về miếng nước anh ăn, không múc nước thôi, hợp lý. Rồi nhìn nha, nhìn kỹ nha, múc băng. sao Hương ngày chung mà lẩu khoái đó, cay ngon. Cảm ơn ngài. Ngài ơi, công bằng chứ phải là mình đưa cục này cho thằng Tú đâu các bạn. Công bằng à, thôi đủ rồi, thôi cho chị là dụng. Những lúc như thế này hãy làm sữa ốc chó. Mình sẽ review món này là món gì mình cũng không biết nữa. Trà là như này là sấy khô thì phải, hay là khô gì không biết nữa. Là mấy cục vậy, như một nắm luôn nè. Trà là yeah. Làm thêm một miếng nước ép xoài. Oi si. 6 and a half hours later. Sau khi ăn tối xong thì đi ngủ luôn nha bạn ơi. Chơi về tầm này nữa. Cái gì nữa vậy? Cái này là cái liều. Hả? Tại sao? Nó bị lệch qua đây rồi. Em bây giờ kéo cái mút này qua đây là nằm xuống ngủ. Rồi. Quá đau. Mát kìa. Ờ đúng rồi, mát. Nghe đồn mà đồ nhái này rất là nhiều mũi các bạn. Chúng ta lên với ngôi nhà của An Huỳnh. Trời ơi, ngôi nhà nhìn thấy muốn ngập hở luôn á, sao mà nó có chặt không anh? Có chặt lắm không? Ờ không em. À em tưởng chặt thì em dở máy lên cho đỡ chặt. Ê phá quá nha. Xin lỗi. Thôi ngủ đi. Rồi kế tiếp là ngôi nhà căn penthouse của mình. Trời, bước vô nè, sàn nhà nè. Ở đây thì mình sẽ ngủ trên chiếc giường này và đắp mền nằm gói, còn gì bằng. Sao chỗ này khó vô. Nếu tối nay mà có mũi vị mũi chích hay gì thì mình sẽ cập nhật nha các bạn. Chắc mình không bị đâu. Vô đây là một cực hình. Cái cửa này chúc các bạn ngủ ngon. Trời gần sáng rồi bạn ơi. Tối hôm qua ngủ thì không biết sao mình đắp cái mền này mà mũi vẫn chích được, không hiểu. Nhưng mà ngủ cái giường này thì cũng im, không đau lưng nha. Kêu mọi người dậy sớm để đi sinh tồn chứ. Cái quách đài heo. À Tú ngủ chắc thấy gió quá hay là mũi gì vậy bạn. Lấy cái này đắp. Vậy em ơi, để em dẫn đi sinh tồn nè. Qua ngủ của mình mũi chết không? Biết ngay rồi bạn, mình còn bị mà nghĩ sao mà không bị. Nhìn nó ấm cúng quá. Chắc là ngủ ngon rồi. Bây giờ cũng là 5 giờ rưỡi hơn rồi nha. Mình kêu Tú với Năng dậy để làm gì? Sinh tồn với mình. Đi thôi anh ơi. Nhà gì nữa, dở nhà đi đến nơi mũi chết lắm thì ra đi. Cái đây biết làm gì chưa hai người? Sinh tồn. Cho em hỏi. Đi thôi, Tú cầm. Anh dẫn đi sinh tồn, có gì không đói, để anh ăn hết đồ ăn rồi các bạn. Ê, tính ra anh có đồ ăn luôn á. Không, anh đi heo vui thôi chứ. Đây. Rồi. Lỗ tôm tích đúng không? Nè, Tú anh chỉ nè, đút vô, hút. Có gì đâu. Là không có là mình bị đói. Lỗ thứ hai nè, đút vô, hút, dột. Cái nữa. Vậy. Không thích nó, bỏ nhà đi bụi rồi. Anh nhớ anh làm xài cái dụng cụ này xịn lắm rồi. Một cái nữa. Không có trả rồi. Chiếc lỗ thứ ba. Giờ đùa tôi chắc. Dạo. Anh nhảy hút mà mình cảm thấy khó chịu luôn. Sinh tồn hết là đủ rồi. Thôi, vô đây em dẫn đi sinh tồn chỗ này hay lắm. Buổi sáng thì em có hơi một cái đăng, tại còn khá là nhiều tiền luôn. Thì cứ bắt thoải mái đi. Không. Mình bắt với hai người thì cứ đứng nhìn bắt thôi. Sao từ ban đầu không nói đi làm đi.
bên kia kìa. Đây như bạn thấy nè, đây có mấy con cá đói đó, nó mắc kẹt nè. Quá trời luôn. Ủa trời ơi. Vậy thì tha hồ mà vô mà bắt bỏ vô ha. Đây, đây những cá này lạ vậy. Cá cha. Cá cha biển. Thôi cho vô hùm đi, nói chung cá nào cũng vô hùm hết á. Vô hết. Con cá này chết là chút nữa cái túi nó móc. Mình phải mình bắt hết là cho con túi nó móc rồi đẹp. Đây có con ghẹ nhỏ nè, đỉnh luôn. Đây là hành quả mình bắt trong một cái góc nha, một cái góc nhỏ mình được nhiêu đây hả? Khá là nhiều á. Ôi em còn mấy con cá nhỏ nhỏ kìa. Thôi anh để hơi hớp cho con túi nha. Còn đây là cái vật của chú Bảo Đăng nha các bạn. Xuống vớt có con nào nó núp dưới đây vậy? Đồ đó. Trời ơi, giấc giấc. Xin lỗi. Tôi giấc lại. Ê, mệt nha, cái vợt này giấc mỗi tay à. Nước sau cái này mà mình nhìn mắt thường mình còn thấy quá trời luôn bạn. Chú nói một tiếng là nó kẹn xuống đáy á, chắc là thôi, cá chắc cái chục con. Mới giấc có một cái mà là cái. Oh! Wow! Chảy kìa, giấc lên cái này dãy kìa. Mới giấc được một cái gì lạ lắm mấy bạn ơi. Rồi. Con cá này nè, giống báo quá ta. Con cá đó nó chích đau lắm em. Ừ, vậy hả? Ừ, cẩn thận á. Mình là mình mới hên tú vô giớt phụ. Rồi hồi nãy giờ mình săn được con tôm rồi, Rồi con tôm sú mình săn nãy giờ. Tôm sú nè bự nè. Tuyệt vời luôn. Sau một ngày lao lạ của mình thì đây. Trời ơi chắc này chắc 5-6 ký cá gì á. Quá trời quá đất luôn á. Cá đói không rồi. Mình thấy là đủ rồi nên là tú. Vô. Nãy mình cho bắt phụ mình thôi chứ giờ mình mới cho nó mót nè. Vô đi em. Anh với em mót. Cái gì anh có đồ ăn mà tự nhiên đi mót. Anh không có em đi mót rồi chứ. Anh với heo em đợi. Ủa con mực. Trời ơi mót vậy là quá thành công rồi. Buổi sáng ngon lành. Yeah. Ở đây mình thấy có mấy con cá bị chết cạn nè. À, mắc cạn chứ. Nên bây giờ mình sẽ giải cứu nó nha. Nó mắc được không? Nó bị con gì ăn vậy? Em để mấy con cá còn sống cho anh. Cho anh Tú mót không nè. Chúng anh lấy tâm nghiệp. Cho anh mót kìa. Rồi mấy cái anh này. Rồi mình đã mót hết bên đây rồi nha. Bây giờ mình sẽ qua kia tiếp theo. What? Con gì đây? Con tôm. Tôm này tôm gì vậy ta? Tôm sú. Trời. Nó khỏe quá, còn sống. Sau khi anh Tú anh vô anh mót được cái gì miếng cá này các bạn. Anh vô anh nướng ké của mình nha. Tại vì ảnh cũng có lửa mà, nướng ké không sao đâu. Ăn trước đi em, có mấy con cá. Lâu anh lắc. Sẽ ăn tôm trước nha. Trời. Ơi, hay. Ôi, em phải đồ. Hay này. Anh hay ta, anh chuyện anh món đựng tôm chị. Anh nghĩ giờ con tôm nó gọi là tôm khô em. Đây lòng nước này của tôi nha. Nóng quá. Ê. Ồ. Da lắng. Xịt xịt miếng này vô ăn cho nó hợp vị. Tôm nướng. Chấm với muối ớt xanh nữa. Ngọt thịt ghê luôn á. Nhưng mà nghe hơi đắng đắng. Nhắc là bị cháy á. Rồi tiếp theo mình sẽ ăn cá nướng nha. Trời 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 trời, bóc trên cá bụng quá trời vậy. Anh mót. Cá này ngọt thịt nhưng mà cá mình nhỏ hết xương không mọi người. Buổi sáng của mình đơn giản vậy thôi. À quên. Rồi tiếp theo mình sẽ ăn tiếp mực nha. Hay ta, anh mót là ra được mực trời. Trời ơi, sao đang hui lụa vậy? Bánh bệnh đi nè. Là ở này ha, là ở này ha. À, ok. Còn muốn sai nữa. Không sao anh bạn, em mình cho ăn miếng nước. Trời. Bánh mực. Ừ. Tươi. Thơm.
Good. Đang hủi mỏ luôn, good. Ok, tiếp theo là mình. Mình thì sẽ ăn cháo tổ yến. Cái này lạ lạ các bạn. Và cháo này mình có thể ăn liền được luôn. Để xem coi là cháo tổ yến là có yến bên trong không. Nhìn bên trong là sạch sợ các bạn. Chẳng thiếu luôn. Chết là mình quên mua muỗng mà. Ê, ê, ăn. Ê, bậy, bậy, bậy. Tưởng bạn, ngon á. Mình nghĩ là hâm nóng này sẽ ngon hơn. À, ăn thêm tí chán miệng. Mình thì là một anh cả, mình không thể nào mình chơi ác được bạn. Sẽ chia sẻ. Trái này hâm đen nè. Tròn đại. Đồ, trái này nó bị hâm quần cái gì nữa nè. Cho em. Mình. Vô, vô, vô. Vô, vô. Ăn chuối của anh này. Đúng rồi. Tới phiên mình biểu diễn. Buổi sáng hôm nay mình sẽ ăn mì trộn hải sản. Phần mì này hồi nãy mình đã luộc rồi. Đây, giới thiệu với mọi người. Cái loại hải sản. Nó đang nguôi hồi nãy. Rồi, vậy là mực nó ra. Anh đây để em gấp mực rồi. Chín tươi, bỏ vô. Mực, mực. Nóng quá, nóng quá mà. Nóng quá, nóng quá. Từ từ, từ. Được rồi, được rồi, đừng có giấc mấy cái. Lấy cái hũ cấp nó về. Lấy cái đầu được rồi. Trời, coi hết chưa? Phải móc lại đèn quẹt. Rồi, hết rồi, hết rồi. Tôm rồi, còn còn cá đuôi trâu kìa, nó bị cong cong kìa. Đâu, đâu. À, cá đuôi trâu, cá đuôi trâu. Và mình cũng có nướng thêm một con cá, cá đói đây nha. Chút nữa mình sẽ ăn review luôn. Okay. Còn bây giờ thì mình sẽ trang trí cho mâm mì của mình nha. What? Vô tôi à. Bình tĩnh thôi. Tính ra nãy anh em cho anh trái chuối vậy luôn. Ủa em cho cái gì mà em ưa. What the hell. Hảo miếng mì nha. Cái miếng này vô. Đúng là mì cay. Giờ mình review con cá lưỡi trâu thử nha bạn. Con cá này đó giờ đó chưa ăn luôn á. Nhìn bóng dáng không. Cá đĩa. Cá đĩa. Cái em. Nó xương không hả ta? Mỏng lắm. Do còn nhỏ anh thấy thường có mấy con cá lưỡi trâu bự lắm. Cái lại mỏng dánh không có gì hết. Thôi con tôm này là đắt đĩa nhất mình ăn tôm. Tôm mình không được đẹp như tôm bệnh hả? Nè, thả ra ra. Trời ơi, nó bỏ luôn cái gì vậy? Trời ơi trời. Anh thấy con cá chim biển này em nói nè, ăn thử coi. Con vị nó là sao? Cá chim biển. Hết nhiều vậy. Thôi anh nghĩ là cá nước biển nó sẽ ngọt. Ừ, đúng rồi. Rồi. Tú, ai ta ra. Hủ cấp, hủ cấp. Con này không hẹp. Rồi, rồi. À? Đúng rồi. Ăn nguyên. Cá đói nướng này. Ba dẻ nó ra. Ôi. Thì cái phần dĩ đen nha. Trời ơi, Tú tốt bụng vậy mà lúc nào cũng cho mấy cái phần củ cấp không à. Rồi. Đó, thật chưa. Ừ, ô. Nóng, 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 nóng. Ờ. Nó thơm. Như cá luộc vậy á. Cũng được. Uống thêm một lon không bao giờ ngủ. Never sleep. Này như nước tăng lực vậy. Bé này nó tốt bụng ghê luôn á. Rồi nói chung là mình kết thúc video tại đây nha. Video hôm nay là cắm trại ve chai. Khá là thú vị luôn. Nếu các bạn nào thích mình hãy cho mình một like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để mình cho mấy anh thêm cộng hành nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, tạm biệt mọi người. Vô, vô ăn, vô ăn, vô ăn. Vô. Vô ăn, vô ăn, vô ăn. Vô, vô, vô. Nó chát hả?